Xin chào tất cả các bạn, xin chào mọi người nha. Thì cũng gần cả tuần nay rồi, thì báo chí và các thông tin mạng thì mình cũng được biết là họ nói rất nhiều về sự ra đi của diễn viên ca sĩ Mai Phương. Thì mình cũng là một trong những fan hâm mộ của Mai Phương, thì mình thấy cái điều này cũng thật là buồn. Thì hôm nay mình cũng muốn ngồi nói lại đây, nói lên những cái tâm tư của mình, và mình cảm thấy Mai Phương đúng là một cô gái có một nghị lực sống rất là lớn. Thì mình cũng ngồi gom góp lại hết những gì mình đã biết Mai Phương từ lúc sanh thời, làm gì. Nói chung là mình theo dõi Mai Phương, không phải theo dõi nhưng mà cũng là fan hâm mộ của Mai Phương, thế mình biết rất nhiều. Thì hôm nay mình cũng cho mọi người xem lại những cái khoảnh khắc mà lúc sanh thời Mai Phương đã từng làm, đã từng đi qua, đã từng trải qua những giai đoạn gì. Diễn viên ca sĩ Mai Phương đúng là một người con gái có một nghị lực sống rất là phi thường. Mai Phương không phải nghĩ mình là một diễn viên, là ca sĩ sống với cuộc sống thượng lưu, nhưng Mai Phương sống một cuộc sống rất là giản dị. Lúc còn sanh thời, Mai Phương cũng luôn đi có những chuyến đi thử nghiệm và trải nghiệm cái cuộc sống khổ cực của những người mà ta đừng chừng gian khổ. Ủa, bữa giờ cũng như làm chương trình vậy phải không? Dạ, đây là con đi thử nghiệm thực tế, cho nên là con muốn xin ngủ nhờ nhà cô buổi tối nay, có được không ạ? À? Nhà cô thì rộng rồi mà kiểu như sao chứ? Không có tiện cho cưng. Dạ không, con ở gia đình được là cảm ơn lắm. Đó, mọi người thấy không? Lúc Mai Phương còn khỏe mạnh, Mai Phương tuy là một người cái thể xác thì nhỏ xíu thôi, nhưng mà Mai Phương thích làm những điều như vậy. Mai Phương thích làm những điều mà những cái người khác họ làm được thì Mai Phương cũng khẳng định là sẽ làm được, và có những cuộc trải nghiệm, thử nghiệm thực tế, đi đến nhờn nhà những người dân ngủ lại đêm, mình dẫn hành cuộc hành trình. Và cái thời điểm này là Mai Phương đã mắc phải bệnh ung thư rồi, thì Mai Phương cũng đã đi khám rồi và xét nghiệm tất cả mọi thứ rồi, thì Mai Phương vẫn biết mình là bệnh, mà căn bệnh này là không thể nào qua khỏi. Nhưng với một nghị lực sống phi thường của Mai Phương lại cho chúng ta thấy một cô gái trẻ mới 30 mấy tuổi đời thôi, nhưng mà một nghị lực thấy rất sống. Đây, mọi người nhìn xem Mai Phương sống một cách vô tư, yêu đời như thế nào, trong khi nó mang một căn bệnh quái ác. Sự sống lại ít hơn. Vì em tự cảm thấy là em không có gì để truyền động lực hết á. Em vẫn đang điều trị, tức là bệnh em chưa khỏi. Thậm chí là cũng có những ngày em BCLS, em đau đớn, em vật vã. Nhưng mà một điều của em đó là em không muốn cập nhật những cái điều đó lên. Em luôn luôn mong muốn rằng là những cái điều em chia sẻ nó là tích cực, chứ nó không phải là để cho người ta thấy là mình mệt mỏi, mình thế này thế nọ thế kia. Cũng nói thật rằng là cái thời điểm mà em biết mình bị bệnh á, nó cũng khá là... Tuy trong chuyện tình cảm và trong cuộc sống của Mai Phương gặp rất nhiều rắc rối, nhưng không vì thế mà Mai Phương sống một cách ủ rũ u sầu
Và ngược lại, Mai Phương sống một cách rất lạc quan yêu đời. Mai Phương biết chia sẻ niềm vui đến tất cả các đồng nghiệp và vẫn đi lưu diễn khắp nơi. Mai Phương vẫn chia sẻ những nụ cười của mình đến với tất cả đồng nghiệp nơi đang lưu diễn. Như thế mới thấy Mai Phương là một cô gái có một nghị lực sống phi thường. Hello các bạn, thử tha vô chơi với mình không? Lần đầu tiên mới ra đi khô ạ. Tối nay cô sẽ gì? Trời ơi, mừng quá gặp anh rồi, anh có nhớ tên em không? Nhìn thấy là Mai Phương không? Mừng quá, lần này là từ quý. Các bạn thấy không? Một cô gái mang trong người một cái bệnh quái ác, cái chết đang kề cận, nhưng mà vẫn vui tươi, yêu đời, vẫn sống một cách tích cực. Thì hỏi làm sao không ai thương, ai cũng yêu quý. Cái lúc này là Mai Phương là vừa cấp cứu vào trong bệnh viện 175 và đang điều trị ở tại bệnh viện này. Thì Mai Phương thì nhắc đến tất cả các đồng nghiệp thì Mai Phương cũng không có thể nào cầm được nước mắt. Tuy nhiên là Mai Phương sống rất là mạnh mẽ, rất là có nghị lực, nhưng mà Mai Phương cũng phải rất nước mắt. Nói mệt thì chắc chắn là có rồi, nhưng mà Phương cảm thấy bản thân mình có thể vượt qua được những cái điều này và khá là rất nhiều. Hôm nay Phương có thể tự đi được, không cần phải ngồi xe lăn. Phương tin là các bác sĩ đã đưa, hiện nay đã đưa cho Phương một cái phương pháp điều trị chuẩn xác, nên là Phương có tiến bộ rất nhiều trong cơ thể. Còn những cái việc mà như là có bị đau lưng, mỏi lưng thì đó là những cái hiệu quả, những cái chuyện bắt buộc của cái bệnh của mình là như vậy. Nhưng mà Phương thấy Phương khá lên rất là nhiều so với cái ngày Phương cấp cứu. Và cuối cùng cái chết cũng đã đến với Mai Phương. Thì là căn bệnh quái ác này chẳng ai cưỡng lại được nó. Thì cuối cùng là cũng đến cái ngày hôm nay. Thì hôm nay là Mai Phương đã vĩnh viễn ra đi, bỏ lại sau lưng tất cả những người thân yêu, anh chị em, nghệ sĩ đồng nghiệp. Hãy cho em ấy những lời tốt đẹp nhất, yêu thương nhất. Mình mong rằng đừng ai đem những cái chuyện xấu xa, những chuyện không đáng nói để nói ra, để cho linh hồn em ấy được thanh thản ra đi, mà em ấy cũng vẫn vui vẻ nơi xứ vàng. Mình mong mọi người hãy yêu thương em ấy, cho dù em ấy không còn trên thế gian này nữa. Thì những lời mình nói là những lời mình cảm thấy yêu thương chân thật từ đáy lòng của mình, là sự hâm mộ của mình đối với diễn viên ca sĩ Mai Phương. Thì mình cũng trăn trở thôi,
mình cũng không biết tâm sự ai, thì nên mình lên đây mình ngồi mình cũng tâm sự vu vơ, nhớ lại lúc sanh thời của Mai Phương vậy thôi, chứ còn mình cũng chẳng có cái ý gì hết. Thì đến đây thì mình cũng xin tạm biệt tất cả mọi người, tạm biệt các bạn, các anh chị em nha. Thì chúc tất cả các bạn một ngày tràn đầy hạnh phúc, hãy yêu đời và sống lạc quan giống như Mai Phương là ok rồi. Xin chào tất cả các bạn nha.